thoải rồi. Mang chắc hai mẹ con đi đâu á? Thế hôm qua anh không điện cho trước ạ? Có điện thoại đâu mà điện, có tiền mua điện thoại đâu. Không thấy, không thấy. Chỗ này. Kéo để em ngó xem nào. Thấy không? Ôi chặt quá. Anh mở ra rộng một tí. Em thấy như kiểu đi đâu ngồi xây rộng lấy gọn gàng lắm. Hôm qua hôm trước về toàn thấy đệm các kiểu ở kia vẫn lấy, mà hôm nay chẳng thấy cái gì cả. Hay là nhà có trộm thôi. Thấy cái gì đâu? Đây mấy cái trộm mà anh hôm nọ mình lên làm em lên. Mấy cái củ ngô này từ hôm nọ treo đây chắc nó cứng cứng đấy. Chắc là ăn được rồi nhỉ? Ăn cái gì có con gì không, hết từ đây này. Biết đâu hả? Anh đi ngó xem nào, có thấy đi ra ngoài kia ngó xem có thấy chị ấy đi đâu không? Hay là chị đi bán hàng hay đi đâu á? Đi ra ngoài kia ngó xem nào. Đi. Ở trong nhà không có thấy ai đâu. Con được kiểu bề ngoan á. Ở đây đi phải không? Chào cho. Con cầm cái mẻ ngó kem ra nhá. Đi lấy chuyện cho biết. Đi làm việc không? Chắc là tí về ạ. Em đi đâu? Đấy, ngồi với bạn đó. Thế bây giờ không thấy làm cái nào? Thì xem có thấy chị ấy về chưa? Kìa, đang về đây rồi. Hai mẹ con nó đang về. Hai mẹ con đây, những đấy. Cái gái đi học về à? Chị đeo cặp đấy. Chắc đi học rồi. Bố đi làm gì? Đây, bố lên đây rồi. Chị hôm đã con đi đây à? Hôm nay chị đã làm gì? Con đi đâu về đây? Mày đi học, đi học rồi. Không nào đó, đuổi anh về rồi con lên làm gì? Đây đây đây, bố nhớ con bố lên đây. Đi đón con để về đón được gì nhá. Để cho anh bế một tí đã. Bế một tí không bế. À gì đi. Em không cho lấy đi đâu. Không đi ngay ngắn. Bế một tí cho mà nhá. Bế yêu đâu nhỉ? Con này bế không? Cho bế một tí nhá. Bố đây làm gì? Đây bố bê một tí đây. Không bê đâu. Bố bê một tí. Bảo con của em đã bảo không cho gặp rồi. Nhỉ. Không thấy em bê một tí nhỉ. Để cho anh bế một tí nào. Đây đây. Ô, bố bên, đây. Con của em không cho là không cho nhá. Bà chị đó lên đây làm gì? Đây. Bà chị đây làm gì? Em lên đây đón con muốn về mà. Em về với vợ cho em mà. Không về gì hết. Đi có người yêu mới rồi, tới lại chị cứ lấy chồng. Lấy chồng. Nhưng mà em đi lấy chồng rồi, em đưa cái cuốn này về luôn. Về với vợ chồng em chứ. Nhưng mà trước tổng cũng có hỏi em nuôi con ngày nào đâu mà lên bây giờ lên đòi hả? Cho anh để cho anh. Bỏ ra. Bỏ ra. Chạy về bình tĩnh đi. Em không bị con nó đâu. Em bế một tí thôi. Em nghĩ đâu, nếu mà chị không cho về thì thôi. Mẹ 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 m
Anh đừng có mai nhé, là chó của, chó của. Ôi, con của em đâu? Quá
phải gì ghé nhưng mày không được phép chơi vào con của tao nhé. Cái loại này là cấm đồng nhé, cái loại tháo này có cái này nhá. Không đi về đi. Cái loại này tháo này không ta đi tao hiểu không mày. Đi đi là người ta bảo là xin giá gì ghé à? Hả? Mày cứ nằm nói với tao đấy. Hả? Mà cái loại này tao đi vào đây cả mày đi, không về chứ. Đưa tay lấy ra, anh đưa lại, muốn đi. Mà tìm quần áo, mà tìm chưa? Tìm quần áo ra, xong rồi bên một đứa ra, xong rồi chạy. Nhanh lên. Mày quay ra sao? Tao xin quần áo. Mang người ta quần áo về. Tao túi tiền tao mặc quần áo về đó. Hả? Anh ơi, anh chưa mặc quần này rồi. Nhanh lên. Tao mặc quần này rồi. Bao nhiêu năm tháng anh bỏ hai mẹ con nhà cái cún ra đi, bị cả mẹ đuổi ra khỏi nhà,
May gặp em là em mới cho ở lúc đây nhờ hoàn đây. Cảnh khó khăn thì anh phải đi làm đây, công chị việc này nói, là, đi đây chị này cướp chồng ấy, cướp chồng em ấy. Bao nhiêu năm tháng thì chúng mày nói đi cuốn là bây giờ anh mày không cướp chồng ta là chồng anh không nhớ à? Hôm trước anh lên đây anh nói cái gì với em? Hôm trước anh hứa với em là anh chỉ đến thăm thôi, anh chỉ hứa đến cuốn thôi. Dẫn về có lấy chị đâu? Dẫn về có lấy chị mẹ không cho ông chồng tao nữa hả? Không biết mày không? Mày có gì? Đây này em còn phải mang cả quả lên cho hai mẹ con cái cuốn đi đi bán để kiếm tiền đỡ phải vất vả này, vất vả cái gì mà vất vả? Em hãy cho chồng anh đi coi. Anh ấy có hoạt động mới, anh ấy có vẻ mạnh mẽ của anh ấy. Mày đừng ta tiếc à? Tao biết tao còn cho mày hả? Theo bố mày hay như thế nào? Bố ký cho mày không cần con, tao không cần con nhá. Theo bố mày hay như thế nào? Con chị á, là dòng máu của chồng em nhá. Mày có thương mái tao đây hả? Mày thích tao đây hả? Tao mày đó, mày cho mày vô ơn vô nghĩa với tao nhá. Nói được con đâu nhá. Nói được con đâu nhá. Mày học con vợ mày cho tao nhá, cái loại mày nhá. Nói nhẹ nhẹ, đừng mày cút đi. Bây giờ anh chị đi về đi, đừng có mà ngày ngày. Hôm trước em nói với anh rồi là em không cho cái cuốn đâu. Là em bảo cái cuốn ở đây cho em. Mày không phải sợ bà con tao. Không dám gì hết. Mày đừng có sợ bà con tao. Chị cũng đã là lấy chồng của mẹ cái cuốn rồi. Thì bây giờ mà bảo ấy. Mắt mày mua rồi, bà con tao mua rồi. Em cũng không phải bảo là chị lên đây cướp. Anh ấy với chị này lấy nhau thì cũng có mỗi một đứa này thôi, thì bây giờ bỏ thì đằng nào tất nhiên là phải theo bố. Thằng nào cái loại ấy, loại mày ấy, loại hả? Loại rủi dê chồng tao, loại pháo mày cướp mày cũng có con được mày nhá. Đừng có lên đây nữa nhá, ăn mày nhá. Nói đó câu rủ mà tức nhá, bắt mày đó mà đem đi hả? Cút ông chồng anh đó. Chị đi về đi, đừng ông cái loại mày là không ra gì của chị. Em bảo em bỏ con bỏ em đi rồi nhá. Em sẽ không cho anh chị đón cái cuốn đi đâu đâu. Em sẽ không cho anh chị đón cái cuốn đi đâu đâu nhá. Em bảo nghĩ được cái tận mặt mày nhìn ghét. Loại mày á, từ giờ tao thề tao ghét mày. Các bản mặt không mày đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ của tao. Anh vô lên. Lên mặt đi. Bao lâu ngày xưa mày cần con đi hả? Ngày xưa mày còn cần con mày còn đến đây hả? Cần con mày còn bảo tao mà đi hả? Bây giờ thấy con tao lớn rồi mày còn về đây đòi nó. Đối xử tốt với nó. Cho về với bố nó là chôm nhất. Cút không. Mày con đi về đấy. Chồng lấy em này, chị cũng có. Mày đừng có mà lên đây lêu láo nhá. Ai lêu láo đẻ hả? Em hỏi chị đàng hoàng. Mày đẻ ra con tao hả? Không có chồng em. Không có chồng em làm gì có đây hả? Không có chồng em thì làm gì có? Làm gì có cái cuốn hả? Mày đẻ con tao về nào cho mà mày lên đây. Em á, em không đẻ nhưng mà giọt máu của chồng em mang về. Thế thôi nhá. Tế em bảo nhá. Em không cho anh đón cái cuốn về đâu. Con gái, con gà. Con gái phải chỉ có mỗi một con là mẹ mày phá. Lấy nhau có mỗi một đứa con không có quyền. Lấy nhau có mỗi một đứa con là. Thế thôi, cho anh đón về chơi. Không cho nhá, đưa đây con đi chơi. Anh đón về chơi với anh mấy ngày. Đưa con đi chơi. Con đi vào nhà rồi, anh ơi. Giờ kéo cái cuốn nó sợ rồi. Đang quần áo. Anh đi về đi. Anh chị đi về đi, đừng có ở đây nữa. Anh đón cái cuốn về. Em không cho anh đón cái cuốn về đâu. Con đi đi vào nhà đi. Quần áo anh để đâu? Con đi vào nhà đi. Anh để quần áo đâu ấy? Này, anh xem anh chị gì? Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà lên đây đổ hết quần áo của cái cuốn nó ra thế này còn ra cái thể thống gì nữa. Chị tìm cái quần áo của cái này đổ hết cả quần áo của trẻ con lên đây thể thống gì. Cái này đi về cái đổi gì về dâm phụ dám phụ dâm phụ này đấy mà ai dâm lại về dâm phụ dám phụ hôm trước em nói với anh rồi cả em cứ về đây luôn không về là em nói với chị nữa anh nhá hả không phải ai là này đi về thôi anh. Không về đi, chị cũng không có quyền đó. Em còn quay lại với anh à? Không bao giờ có đâu. Mà cho anh trước chị lên. Đi về không anh? Chị lên cùng anh nhưng mà. Mày xem mày còn chồng mày nhất còn về đây rủ dê tao đi về à? Ai rủ á? Ai rủ? Thằng chồng mày vừa nói đi. Không, thằng chồng mày đang đợi tao đi về em nhỉ? Mẹ không lấy nhá. Mẹ không lấy tại mẹ tưởng lần này không có được lần sau cái này đón loại thằng chồng mày đi về đấy. Anh đi về đi. Ở đây không lấy. Không đón lần này không đón được lần sau. Em bảo rồi. Đất của em ở đâu? Hôm trước anh nói với em rồi. Là đợt sau anh ấy ăn trộm đấy. Đợt là không cho anh lên đây để đón cái cuốn đâu. Anh có lên thăm ấy thì anh chỉ lên một mình thôi. Các loại dâm phụ giam phụ mày cút. Cút khỏi đây cho tao. Cút khỏi đây rồi nhá. Hộp sữa lên thăm cái cuốn được thôi. Anh đi về đi. Nhưng mà từ giờ đừng có mang lên. Em cho hai mẹ con cái cuốn ở đây là. Thế là lần sau còn có cho anh lên thăm nó hay như nào? Không tham chết tiền. Không cho tham anh về ăn trộm luôn đấy. Cái loại anh không có quyền tham nếu không cho tham là về đấy. Về anh trộm còn nếu mà mày nghĩ tao cho mày tham mà cái loại mày cướp tao tao mà tham thì tao trộm mày tham anh ta tao trộm tao tham không cho đó không không phải có điều kiện để cho anh thỉnh thoảng anh về thăm nó một tí không tham thì cho tham em không cho thì anh có quyền mà không nói lẽ phải là sao lên không cho là cho anh ăn trộm đấy
em sợ lắm, ăn trộm về sợ cái thế thôi, cửa các mặt anh lắm. Thế mà đang ăn trộm về á, đừng có bao giờ quăng mặt đến đấy mà đòi về. Chắc mày cút cút quay lên đây, không lấy nữa, không cần lấy nữa. Đi về đi, lần sau về nếu mà không cho anh chị đi về đi, đừng có mà lên đây quấy nhiễu thế này nữa. Đi về, về đi, đi về đi, đi về đi, đi về nhé, lần sau anh chị đừng có mà lên nữa. Anh chị đi về đi. Từ giờ đừng có mà lên đây nữa nhé. Lần sau mà bắt con cá bắt này lên đây à? Vẫn lên. Tắp lên này lên này. Ăn trộm về luôn. Không làm cái cảnh này nữa, không cho cái kiểu này nữa đâu. Không cho quay lại với mẹ nữa đâu. Cho về hẳn với bố luôn. Kệ chúng nó đi em ạ. Anh đi đuổi chúng nó cút đi về khỏi. Đừng có mà ở đây nữa. Em không làm bằng cái kiểu mất công như thế này đâu. Không phải đuổi, anh chị không về. Lần sau không phải đuổi nhá. Cho anh về thăm đấy, không lần sau. Nếu mà không lần sau mà không cho thăm đấy. Đi về đi. Bắt em thách chị. Em bảo với anh chị rồi. Chị thách em dám lên đây bắt con cún này em về. Phải cho thăm. Thách luôn. Mà đằng này á lên thăm lần nào cũng không cho lên thăm. Lần sau mà không thăm. Ném cả quần của em ra đây này. Lên thì cướp con cún em về còn lâu em mới cho. Đây cả quần áo rồi đấy. Đình lấy cả quần áo con cún đi về còn lâu em mới cho. Như thế này bảo sao mà được. Phát ngài lên đây đòi con à. Chúng mày đừng có mà. Quần áo này toàn đất không rồi. Loài chúng mày cút nhá. Mày chúng mày đừng có mà ở đây tụt tìm tụt tím nhá. Tao bảo trước. Chúng mày cút ra ngoài cho tao. Quần áo em bẩn hết rồi anh ạ. Đấy, đấy. Lần này em lên với anh nhá. Lần sau nhá. Phải lên nếu mà không có thăm. Đấy, lần sau anh về ăn trộm. Lần sau lên là trộm nhá. Lần này á, lần này còn còn tha tại con người yêu của nó rồi. Không là mình lấy về được rồi đấy. Nghe chưa? Thấy thằng người yêu của nó về đó. Cái thằng người yêu của nó đi. Nếu không là đây, quần áo bẩn hết rồi đây này. Bụi bặm không này, cả em gấu này. Ôi trời ơi, chả biết lần nào cũng lên đòi con cún em mà cho đâu. Chả biết bố hộ con cún này làm sao nữa. Chú ơi. Dạ. Chú ở đây nhá. Vâng, vâng. Cún. Vâng. Để chú hộ nhặt quần áo vào cho cún nhá. Lần nào cũng lên đây. Lần nào anh lâu lâu anh lên gặp một lần điên hết cả người ấy chứ sao. Làm gì không biết. Lúc nãy anh mà không lên. Nó lên là, lên làm gì hả em? Lên đòi lấy con cún nhưng mà em không cho quần áo em bẩn hết rồi. Để chị anh đi giặt cho nhé. Để anh cho em xem làm. Lúc nào cũng lên đòi lấy con cún nhưng em không cho. Em có bị làm sao không? Không sao. Hả? Tay đau đau. Đau. Thương em quá. Anh lấy cái gì lên đây? Anh lấy quả. Mang lên cho con cún. Em bê vào đây đi. Nhiều ấy. Em bê vào đây đi. Con ơi, về đây này, bộ chú cho từng quả này nhanh nhanh. Con ở ra đây xem nó, quả của chú cho nhiều. Anh lên nó có đón cho anh đón về đâu. Cướp anh. Không phải là em cướp anh ấy, có phải là em cướp anh đâu nhỉ? Tại trước kia anh bảo là anh không có vợ thì em mới lấy, mới yêu anh mới lấy anh chứ nhỉ? Thế mà em biết thì em cũng không lấy ô nữa. Thế bây giờ về lần sau là mình phải ấy nhá. À, đây anh họ bê đi. Anh mang quả đi cho con cún nhiều đấy. Hả? Anh mang cho con cún nhiều đấy. Ôi mà sao có mấy quả? Cho quả. Có thích quả này không? Có thích không? Cún không ăn đâu. Cún không ăn à? Anh bảo lấy lên cho em một phần nữa là cho em. Lúc nào em rảnh em mang đi bán một phần đấy. Vâng. Đây này, một phần quả đây, quả to. Đây đi bán một phần. Vâng. Cắt đi lại. Xong là em đi ra dọn cái đống cây kia cho nó xong. Dọn đống cây kia? Vâng. Ừ. Thế để anh đi hộ em dọn nhá. Để vâng. Để quả ở đây trước nha nhỉ. Chắc không sao đâu nhỉ. Vâng. Ừ. Con này đi. Đâu? Ra ngoài này một tí. Nghiêng. Cún ơi, cún đi vào trong kia ở trước nhá, cún ơi. Cún ơi, đi cẩn thận nhá. Em ơi, chắc là dọn cái này vào trong kia để tạm trước đấy nhỉ. Vâng. Cái này đang dở để đây được. Đây này. Cái này cũng để vào trong này.
Mai em vẫn phải đi bán hàng ấy, không có thời gian làm ấy. Bây giờ sắp tối rồi. Bây giờ trời sắp tối rồi, sợ mưa trứng ấy, để vào trong này đi. Em cố gắng đấy. Cái này đi giờ. Còn cả cây dài này nữa nhỉ? Cây dài anh xe sang bên kia. Cái cây dài chắc lùi sang bên kia thôi nhỉ? Vâng. Không dọn đi, em sợ con cún nó đi lại nó vấp vào ấy. Nó đi vấp vào lắm. Đây anh cầm cái đuôi kia em cùng anh bê ra. Được rồi nhá. Vâng. Nó không chặt cái đuôi xong lấy vào bên trong kia nó gọn lại. Không để cả cây dài này thôi, đến lúc mình dùng cái gì mình chặt thì nó đỡ, nó không bị dở cây ấy. Cún nhà em về vấp vào ngã luôn á. Mai em phải vặn phải đưa con cún đi học cho kiếm tiền một thời gian á. Để em rửa chân một tí. Chân em không có bẩn hết đi kìa đi. Cái gì bẩn bẩn bẩn. Còn nước. Cắn cái quần nước đi ra. Đây này, hôm nay vật nhau con mụ vội hết của anh. Bây giờ còn không biết đi thế nữa. Quay xe đi anh ơi. Con mụ vội em khỏe thật đấy. Nó vội em. Dọn xong để vào đây hôm nào sẽ đi bán hàng về giải em mới được rào hết. Cái này nữa anh ạ. Đúng rồi chưa? Đúng rồi em ạ. Cho luồn qua bên dưới thôi em ạ. Luồn qua đây. Ngay anh lên gặp nha, nhớ con gì họ. Đấy. Con cuốn em đi ra đây luôn. Anh gọi em cho lên nhá. Anh giữ lại cái này. Ơi. Vâng. Đấy. Để cao như thế này chắc là được rồi đấy em nhỉ? Vâng. Này em có sợ không? Không.
Có. Anh ơi đi hộ em lấy cái kia vào một tí được. Con ở đây nhá. Để bác đợi chú với mẹ nhá. Chị vào tản ra luôn nào, em giải thì em mới ấy. Thế phải rút cái này ra chứ. Rút ra, không cần rút đâu. Rút ra được ạ. Rút được mà, không được rút. Đấy. Bột tạm vào thôi, hôm nào em đan lại thôi. Sợ họ trộm vào lấy cái gì của em ấy. Cho cái này vào trước kìa. Đấy. Đấy, đẩy góc kia về, đẩy góc kia về. Đấy, đúng rồi. Anh cầm nhá, em trả lại này. Nếu không máy thằng trộm lại vào nhà em đột nhập lấy hết luôn. Mà cũng chẳng hiểu sao mà ai nỡ lòng nào đi ăn trộm đồ. Hôm nào anh rảnh anh không làm gì, anh lên đây mò tới thằng trộm ấy anh bắt cho em ấy. Đánh cho nó gây chân gây tay đi cái thằng trộm đấy. Nhà anh có bẫy không? Có bẫy hôm nào anh lấy bẫy về đặt ở mấy góc cạnh nhà em mà thằng trộm nó đi vào là nó bẫy kẹt vào chân luôn. Nhưng mà chắc hôm nào phải bẫy vào cơ nhỉ? Vâng. Hôm nào anh có bẫy thì anh cầm đến nhé. Không là nếu mà anh được rảnh ấy, ở nhà anh lên rình mò cho em ấy. Thấy thì đập cái chân của thằng trộm, cái tay của thằng trộm gãy hết. Nhưng mà nó trộm cái đồ kia về để làm cái gì? Chắc là nhà nó không có gì ăn đấy anh. Nếu không nó trộm làm gì hả? Anh buộc cái đây nhé. Cái thằng trộm này em bực lắm rồi. Đồ gì cũng lấy, cái tệp anh lấy lên cho em nó cũng lấy được. Cả cái xe đạp anh mang lên cho con cún cũng nó cũng lấy từ cái hôm nọ kìa. Vâng. Em mà kịp á, về đến nhà kịp á, cả cái bít tôm của anh nó vẫn lấy được. Chịu luôn. Loại này chết đói chết khát hay sao? Chắc không phải chồng cũ em mà nó có nhiều tiền ấy. Nó lấy vợ mới, nhà vợ mới nó giàu ấy. Nhiều tiền là chắc nó không trộm đâu. Thì cái thằng nghèo nó mới trộm thôi. Mà thằng chồng cũ em bây giờ đi lấy con vợ mới nó sướng rồi. Nó có tiền ấy, kiểu em nghèo nó mới bỏ ấy. Anh buộc chắc vào nhé. Con thằng trộm nó lại bỏ ra nó lấy cái này là quá đi. Chắc rồi, cái này có mà lấy xà beng cậy cũng chẳng ra được đâu em ạ. Anh đi vào nhà đi. Để anh đi vào nhà trước nhé. Em ở đây chọc vào chân nhé. Anh vào xem nhìn thấy không? Luồn ra ngoài cho em nhé. Không, luồn ra vào trong bộ, ở trong anh. Bộ ở ngoài á, thằng trộm nó về nó. Ở đấy, ra rồi nó lấy bộ bên trong. Bộ bên trong nó mới chắc. Bộ bên trong này nhỉ? Vâng. Thằng trộm á nó khôn lắm anh ạ. Thế á? Đây anh ở đây nhé. Bộ chắc vào. Này phải bộ nhiều dây vào em ạ. Bên trong ơi, không nguyên bộ bên ngoài không được đâu, cái thằng trộm nó khỏe lắm. Thế á? Không khỏe làm gì nó mà lấy được đồ nhà em. Thế á? Cái xe đạp nè, đệm các kiểu vịt này nó vẫn chở đi được. Thì nó khỏe rồi nha anh ơi. Chắc. Anh bây giờ phải lên rình mò hộ em với nhá. Thế để mấy nữa anh lên rình mò cho. Đây. Anh buộc cái này chắc là chắc ở đây em ạ. Ở đây này nữa này. Buộc hai cái vào cho. Thấy không? Đâu. Đây bên này. Đây nữa. Anh buộc xong rồi anh lấy gạo ra cho em chân gà với nhá. Lấy gạo cho em chân gà đi. Vâng, còn mấy con gà thằng trộm không trộm ấy, em sợ mấy con gà mà trộm đi là chết, anh phải lên rình mò hộ em với. Vâng. Còn mấy con gà em để nuôi. Thế là hôm trước nó trộm mấy con vịt gì? Vâng, em cứ nuôi để mai nó thịt cho con cún này, lớn lên thịt cho con cún ăn em. Gạo ở đây à? Vâng, anh lấy gạo cho em ấy. Để anh lấy gạo. Em ơi. Đây này, cái hộp hôm nọ đựng tiền này họ cũng trộm ấy. Hộp này á? Vâng, hôm nọ em đựng tiền trong chỗ. Hôm nọ em với anh vừa trôn không? Sao nó không lấy cả cái hộp đi được nhỉ? Dạ thế loại này ăn lên trộm tiền sao không trộm luôn cả cái hộp đi. Còn để đây làm gì không biết, đi chăn gà. Con ơi, ở đây để mẹ chăn gà với chú nhá. Con gà này em cũng sợ họ trộm lắm nên ạ. Đang đẹp nữa mà. Họ lên trộm. Chắc là cho nó ăn bằng này thôi em nhỉ? Vâng, bằng này đó. Rồi. Đi về anh. Em đi thay áo à? Em cầm cái túi này vào nhà hộ anh với. Để anh tranh thủ anh hộ em rào nốt cái này nhé. Cún ơi. Wow.
Con thay váy à? Xinh thế, bộ váy này xinh thế. Cún ở đây chơi với chú nhá. Cún đào cái này cho chú nhá. Vâng, cún đào đi để chú đào cái vách nhà bếp nhá. Em thay quần áo xong rồi. Em thay quần áo xong rồi à? Tấm vách kia không biết được là hai vợ chồng nhà kia đợt này nó còn lên đây nữa không em nhỉ? Chồng cũ em ấy. Em hỏi anh ơi, cái kia ơi, cú ơi, gọi mẹ à? Nãy cún có sợ không? Cún có sợ với cún không? Cún có đi muốn đi đeo cú bố với gì ghẻ không? Không đi đâu nhỉ? Đi không? Không đi đâu nhỉ? Lần sau cả cái bà gì ghẻ kia nên bé cún không cho bé đâu nhá cún nhá. Cún nhớ chưa? Cún mà cho bé là bắt cún đi ấy. Đi học thôi. Ừ. Em anh thổi lần nữa nhé. Đỡ chưa? Này em có sợ không? Có. May có anh lên sớm ấy. Ơi. Vâng, chú cũng yêu cún. Có. Lúc nào cún với mẹ xuống nhà chú chơi nhá. Lúc nào em với cún xuống nhà anh chơi nhé. Vâng. Ơi. Có. Thì cún có thích chơi làm bố của cún không? Có. Ừ. Con ở đấy hộ bố mẹ nhá. Hộ chú với mẹ nhá. Dạ. Cái bằng này là được rồi nhá nhỉ? Ừ, sao bằng đấy anh, được. Anh thử đo cho em này. Rồi chặt cho em luôn. Đấy, cái này nó bằng nhau rồi. Nhưng mà phải cao hơn một chút. Ừ, đây, cao bằng này. Mệt không? Có chứ. Sao cái ông chồng cũ của em lâu lâu cứ lên nhiều em một lần? Nó muốn lên đòi lấy con em. Dạ? Yeah. Đừng có cho nhé. Mệt không? Em đi chặt cây nhé. Nắn lại mấy cái đinh này đó. Dạ. Vâng, chú đang nắn lại đinh này, đinh cong hết rồi. Dạ. Anh ơi. Ơi. Em nhấc cái cây này tí. Ừ. Cho anh một tí nhá, anh nắn nốt cái đinh này anh ra hộ nhá. Nhanh đi, em mỏi tay lắm rồi. Vâng. Chắc để ở trong này luôn thôi nhỉ. Để trong đấy em chặt luôn đi. Ừ. Thế để hôm nào anh xuống dưới kia anh mua ít đinh lên cho nhé. Vâng. Cái này còn mấy cái thì anh thủ mình đóng trước nhé, không rồi chờ tối mất. Vâng. Dạ. Em ơi em làm cẩn thận nhá. Thank you.
có ghét bố con không? Có. Ghét bố lắm. Ghét như thế kia. Chị gái anh à? Anh không sợ đâu. Nhưng bà chị lại lên quấy hôm nọ ấy. Bà ấy hôm nọ lên đấy. Bắt anh về bằng được. Nãy bà vợ hai của chồng cũ em kia cào em kia, em có đau không? Không, có biết được ở, ở chỗ nào không? Không. Em làm cẩn thận nhé. Anh đóng cái đinh kia vào hộ em nhé. Ừ, anh đóng đi. Con phải ngoan hộ mẹ nhá. Xong tí nữa làm một lúc nữa xong mẹ nấu mì cho con ăn xong rồi đi ngủ mai đi học nữa chứ. Con có đói không? Vâng, cún hộ chú dưới cái đấy à. Chú lấy đinh ra nhá. Chú dưới ở đây cho chú nhá. Con yêu Quỳnh Anh ơi, con có yêu chú không? Dạ. Được rồi, cúm đỏ ra, đấy nó không rơi đúng không? Thích không? Dạ. Đóng cái mới nhá. Ừ, để cuốn cầm. Ừ, cuốn cầm cái này cho chú nhá. Cầm ở lên 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 trên này cuốn ạ. Vâng. Chờ tí nhá. Chú lấy đinh này nhá. Vâng. Ừ. Được rồi, cuốn bỏ ra nào. Thích không? Chỉ dính ở đây rồi. Vâng. Không, lấy cái cây dài này thôi cuốn ạ. Cái ngắn kia để tí mẹ đan sau con. Không lấy đâu. Con lấy đinh cho chú đi. Đinh ở kia kìa. Đinh ở đâu nha? Đinh ở chỗ này này. Con thấy không? Có. Wow, con giỏi quá. Chú đóng cái này nữa nhá. Đi học con, con giáo gọi con là gì? Quỳnh Anh. À, Quỳnh Anh á. Thank you.
Chim chưa? Chim cho hai cái, chị cho cái gì hết xem nào. Đi về đếm xem có gì không nữa. Chứ còn chị kia có vui không? À, chị Quỳnh Diệp kia có yêu con không? Hả? Dạ, mai con lại đi nhá. Ui, nóng hết. Bùi lên. Thế thì cho mày cho cái đĩa mày cho gà tiền hết dầu dưới mẹ ở à đây rồi ôi tiền lúc nãy bà kia cho nữa thì đúng rồi ăn cả tháng đúng rồi cho ăn gạo nữa thôi được rồi. Mai đi học nhé. Được. Nắng ngồi quá nhỉ. Ăn chú vào con thôi. Đi cho mẹ rửa tình nha. Má kìa. Má chú, má chú mua cho đẹp không? Đi không? Đẹp quá nhỉ, đi về. Má chú. Ô, sao nồi mình lại ra đây hết rồi? Sao nồi của mày con mình lại ra đây? Ai lấy nồi mình ra đây rồi? Con cho mẹ, để mẹ xem á. Ơi, cả quả ngô nữa. Ai lấy ra đây bẩn hết rồi. Mẹ ơi, thì nói chị ta gà nhá. Có khi họ còn về trộm của nhà mình á. Cứ từ chán gà đi xem á. Đấy, cả quốc họ cũng lấy ra đây hết rồi. Đi vào xem nhà đó. Ôi, ai về trộm rồi con ơi. Đi vào xem á. Nhanh con cầm gạo cái với đây đấy. Để mở cửa. Thì họ còn trộm hết tiền á. Còn nhà đi. Nó còn trộm hết đồ của mẹ. Ôi, ai trộm cả tiền cả hết rồi. Cả gạo của chú mua về để đây cho cũng không thấy rồi. Cả mì tôm nữa cũng không thấy rồi con ơi. Ôi, cả tiền mẹ họ lấy rồi. Thế sao mẹ con mình không có tiền ăn á. Ai lấy hết rồi. Con 1.000 nào. Ai lấy hết cả tiền mẹ để ở đây rồi. Lúc nãy mẹ đi đón con, mẹ để tiền ở đây rồi. Ai phải về lấy nữa rồi. Con có được nói với ai không? Thế mẹ chôn ở đây ai lấy đi rồi. Ai mẹ đau. Bây giờ mẹ không có tiền cho con đi học. Mẹ ơi, con có tiền đi học con ơi.
Bây giờ mẹ không biết lấy tiền đâu đi nộp học cho con nữa. Chả biết thằng trộm nào về trộm đồ của con không biết. Mẹ ơi, mẹ đưa mẹ đi mua luôn. Để mai con đi học ngoan thì mẹ còn đi kiếm tiền nữa chưa. Con trộm hết rồi. Đi ra ngoài, ra ngay. Đi ra ngoài. Đấy quá. Đấy. Mày nhá, cái bọn mặt mày nhá, tao đã bảo mày là không được rủ rỗ em trai tao nữa. Mày còn rủ rỗ em trai tao nhá. Em trai mày nhá, yêu em chứ. Tao mày cảnh... em rủ rỗ đâu. Tao cảnh cáo mày nhá. Mày cấm rủ rỗ em trai tao nữa nhá. Mày nhá. Mày nhá, chị đừng mà ác nhá. Em nói cho chị biết nhá. Đấy là tao... em trai của chị yêu em nhá, không phải là em bắt em trai chị lên đây với em đâu nhá. Tao bảo mày nhá. Con đi ra đây. Con đi ra kia. Liên quan đến con đi ra kia đây mày. Cấm rủ rỗ em trai tao nhá. Chị đừng có lên đây quấy nhiễu em nhiều. Em bảo chị trước nhá. Chị không có quyền cấm bọn em yêu nhau. Em nói cho chị trước. Mày rủ rỗ em trai tao mày còn to mồm à hả? Mày à hả? Chị làm như thế chị không sợ về nhà chị ấy. Chồng chị đuổi chị ra khỏi nhà sau này. Chị đừng có mang lên đây với em trai của chị nhá. Tao không sợ ấy. Tao sợ tao lên đây còn quấy nhiễu mày à hả? Còn đánh mày à hả? Con đi ra kia đây mày. Con đi ra kia đây mày. Để mày xử lý. Tao mà còn sợ chị ấy. Đừng có trách em nhá. Tao mà sợ tao chị còn lên nhà em quấy nhớ một lần nữa xem mày. Chị lên nhà em quấy nhớ một lần nữa xem. Cấm chị nha, lên ăn cắp ăn trộm hay là lên quấy nhớ nhà em thì chị đừng có trách em. Em nói trước đấy, bây giờ đấy là đất của em, nhà của em, có em trai của chị đã cho em rồi đấy. Còn lâu nhá, tao là chị đi làm dâu rồi, chị không có quyền, chị tao không có quyền nhá. Cấm em bảo mật. Em bảo chị trước, chị không có quyền cấm em nhá. Chị mày không nhá. Có quyền cấm em nhá. Mày còn đi lần nữa tao lên tao vẫn thấy cái gì ta. Chị tưởng em sợ chị á? À? Em không sợ đâu, em không sợ chị đâu. Loại chị nhá, loại chị suốt ngày cứ lên đây. Em bảo cho chị trước. Em trai tao, em không bao giờ sợ chị nhá. Đâu. Tao nhá. Có quyền ngăn cản nhá, mày nhá. Mày, mày nhá. Tao bảo, cáo mày trước nhá. Chị đừng có mắc ác. Tao cảnh cáo mày trước nhá. Được. Em sợ chị à? Em sợ chị à? Hả? Em sợ chị à? Hả? Tao cảnh cáo mày á. Không được á. Xử chị luôn. Mày ở đấy rồi sao? Em sao à? Mày được không? Mày lần sau á chị còn về đây ngăn cấm em với người với em trai của chị. Chị có đừng có trách em. Em bảo trước. Mày nhá. Thích lườm à? Mày thích ở đấy mà lườm hả? Thích ở đấy. Mày. Em đưa con đi học á. Nếu mà không đưa con đi học thì hôm nay em sẽ làm cho chị biết này. Mày nhá. Mấy hôm mày biết tay với tao, mày đưa nó đi học đi không tí, mày về mày biết tay với tao, mày nhá, mày nhá nhớ nhá. À, tao biết mày đưa con đi học rồi, mày dám thách thức tao à, mày còn đánh tao nữa à, tao cho mày biết tay, mày, mày bóc phải mày à, mày à, mày à, mày à, mày à.
Tao đi chết. Mày có phơi quần áo ở đây à? Mày còn dám thách thức em tao à hả? Nhà này nhà em trai tao làm cho mày. Đằng nào rau cũng vậy, em trai tao trồng hết mày à, tiền em trai tao hết mày à. Sáng nay tao cảnh cáo mày không được à hả? Mày à, tao phải mày xem. Mày rau mày đằng nào trồng trên đất nhà tao à hả? Em trai tao trồng đàng hoàng ấy mày à. Mày à, trồng trên đất nhà tao rồi còn sáng nay còn dám đánh tao cảnh cáo mày không được à hả? Mày à, mày ác thế à hả? Sáng nay đánh tao à? Tao sáng nay tao cảnh cáo mày, mày còn dám đánh tao à hả? Mày à, cảnh cáo mày không nghe à hả? Mày à, mày hét cho mày xem. Mày à, đằng nào cũng đất nhà tao tao phá hết mày. Mày à, em trai tao trồng ấy còn lâu mày mới được ăn. Mày à, mày à, tao xem tao à, thách thức tao à. Mày à, mày à, mày tao xem mày tao thách thức tao đúng không? Mày đéo chặt nữa mày, tao lấy ghế. Lấy đi cho gà là hết. Mày à, tao à hả? Tao cho mày biết tay. Bây giờ á, tao lấy hết. Mày còn đánh tao nữa này. Tao cho mày đánh này. Đánh này. Mày chỉ đánh tao này. Mày à, tao lấy hết. Bây giờ mày có cái gì á, tao về lấy hết mày. Không tao bảo trộm về, bảo họ về trộm của mày hết. Mày à, còn thách thức tao đánh không rồi mày à? Hả? Mày à? Thank you.
gà này béo phết nhè, mấy hôm nữa tao bảo hộ về trộm mấy con gà béo này đi làm thịt ăn hết. Mày à lấy đi về hết về. Đang đi bán nhưng mà sao lại quả xuống hào này để đây nhỉ? Nhưng mà sao lại bị chặt đấy? Sao lại chặt cái này nhỉ? Phải. Sao vậy, quần áo của em ấy lại rời đây hết vậy? Cả móc nữa. Mà sao lại bẩn hết thế này? Hay là có con gì vào đây quấy phá à? Để cặp đây nhé. Làm sao mà quần áo bẩn hết này mà con dao lại cắm ở đây được nhỉ? Sao lại gạo đi đâu hết nhỉ? Mì tôm nữa. Cái này là cái gì? Rồi. À, đây, cho thêm 10.000 nữa. Thường quá. Thường cháu quá, vất vả quá. Tại sao anh còn lấy không? Có mà. Em cho cái này nhá. Em ơi, từ từ nhá. Đến đây. Đến đây đi. Yeah. Đến đây nhá. Lên đây làm gì? Hả? Mày lại lên đây với đấy, hồ nó à? Hôm qua chị gặp hai cái lúc em đi nhặt ve chai. Nó gặp em ở ngoài đường nó. Mày đừng có đố. Ra đây. Mày đừng có đố. Ra đây. Mày nhá. Do chị ăn ở không tốt bị chồng đuổi ra khỏi nhà mới sướng đời chị. Mày có chỉ tao. Sướng đời chị.
Nếu mà chị mà tốt thì chồng chị đã không bỏ chị rồi, thấy chưa? Hôm nọ thấy nói em bảo là đấy, do em không tốt thì chồng chê, chồng bỏ, chồng các kiểu, thấy chưa? Thì mày tốt lắm ấy, nên là đấy, ông trời nó có mắt đấy chị ạ. Thấy chưa? Việc nhà em thì một mỗi một mình em, khác ở nhà thì em có việc gì để em làm? Mấy cây cối các kiểu. Cây cối các kiểu thì em chăm. Chỉ về nhà em thôi. Mày đi về nhà mày đi. Mày. Về cũng chỉ về nhà em thôi. Mày đi về đi. Em về với chị làm gì, chị bỏ ra. Không, chị suốt ngày tao đi phá nó rồi, mày nhá. Mày chị khác về đi, em không về với chị đâu. Em mày. Còn anh ấy ở đây hồi em sao em mới về còn được. Em còn ở đây là bố chị cho nó luôn. Mày về nó đáng đời. Đi về. Không phải ở đây nhá. Đôi dép. Đây là nhà em, không phải nhà chị nhá. Đôi dép còn chê mày. Chị. Cút đi về. Cút đi về. Cút đi về. Cút đi về nhá. Mày đây không phải là nhà. Mày nhá. Mày nhá. Suốt ngày lên đây quay video nhá. Đi. Mày nhá. Cút đi về nhà chị. Làm cái gì? Chị cút về nhà chị đi. Ở đây về đi. Nếu mà muốn em về cùng ấy, hộ em làm xong cái bếp này đi. Làm cái gì? Em đố chị dám làm, dám ở đây hộ. Làm cái gì tay nữa? Nhanh lên. À, sao chị đã đít người yêu em? Nó làm, nó làm. Lấy mũ ở đây, lấy mũ ở đây. Tao đuổi cho. Nắng nó chết rồi. Ở đây luôn. Lui lên một tí. Ai giờ mày làm? Mày cút đi về nhà mày đi. Có làm được đâu. Lấy dao ở đây. Mày tự đi mà lấy dao, ok nhá. Mày tao đây cưa cả đầu mày. Này. Chị làm gì đấy? Hả? Chị mấy người em làm gì ấy? Chị đừng có mà ác quá nhá. Trước sau gì mẹ cái cún cũng là trở thành em dâu của chị thôi. Em đã quyết định lấy mẹ cái cún rồi. Chị đừng... Lượm nhẹ nhàng thôi nhá. Tí tao mà ngã lần nữa tao cho mày biết. Về đây làm gì? Về đây quay nhớ tao làm gì? Cút đi về nhà mày đi. Mùi hả? Mùi hả? Chị có làm không hay là chị về? Chị có làm không? Chị có làm không? Mày hồ tao làm đi. Em mang cái trang trình nhá. Không phải hồ tao lắm. Làm đi. Mày cũng không phải tao nhá. Làm! Xem mách cho chị mà xem, tao còn lâu mới sợ. Tí nữa em cho em trai chị ngủ đây với em luôn, lâu mới cho đi về. Chị cũng không. Đấy, có quyền bước cửa vào nhà người yêu em nhá. Lúc nào em đi làm dâu ở
ở chỗ em trai chị á thì chị không bao giờ được bước cửa vào đấy luôn. Rồi nhá. Chị chưa vào nhà mà còn ác hả? Ừ. Ta còn lâu mới có mày vào lập đâu nhá. Sợ gì? Mà em đương nhau chị đéo có quyền ngắn cấm em. Chưa mà tao trông phát răng môi lấn lồn bây giờ. Mày kiến nhá. Nhảy đây. Chị về trộm bắp cải em không? Tao không trộm. Em đi nhặt lon về đến đây là không thấy bắp cải em nữa. Chắc là chị. Hôm đấy chị nhá, em đưa con đi học xong rồi chị gặp em ở đấy đúng không? Xong rồi chị đánh lộn em xong chị về đây lấy tao em đúng không? Thằng cỏ ở nhà khóc bây giờ. Cỏ khóc thì chị đi về trước đi. Còn ở đây đợi em nói làm gì? Tao đợi em trai tao đi về. Gà này em để chúng cho con cún đấy. Bán bộ mày có tiền để đi học đấy. Chị đừng có mà. Em lên chắc cất đi tạm đấy. Chị đưa em cũng đi đón con cún. Ừ. Tạm hôm nào em đón con cún về dọn xong. Xong rồi. Chú ơi chắc xong cái này rồi thì cháu gửi tiền chú kìa. Vâng. Để vào lấy tiền đó. Xong đi về đi. Đây cháu gửi tiền cho chú. Vâng. Chú xin luôn. Mày dốt lắm. Mày lại đưa tiền cho nó làm nhà. Tiền của em kiếm được thì em thích tiêu kiểu gì là việc của em chứ. Thôi. Chị còn cấm cả việc em tiêu tiền nữa cả. Mày dốt nên là mày mới cho tiền nó làm nhà. Bảo mày không nghe nhá. Mày nó lừa hết. Cái này là giả công chú chứ. Tại tiền của em bị mất thôi. Nếu không em cũng tự giả thôi. Tiền của em bị ăn trộm hết rồi. Mày mồm mày đói lắm. Mà ăn phát dù hết trăm. Cháu gửi tiền công chú nhá. Rồi. Xong đi về đi. Đi xin nhá. Đi về. Đi về đi. Từ từ đã. Đi về đi. Không từ gì hết. Đi. Đi về đi. Đi về. Đi. Đi về nhá. Dép em đứt rồi. Em đi dép của anh nhá. Anh đi về tắm rửa đó. Đằng nào cũng bẩn hết rồi. Đi về đi, nói ít rồi. Đi về, đi. Đi đi. đi về đi. Đi. Mày đi. Mày còn định cho tiền nó nữa hả? Hả? Em không lấy đâu. Cầm. Đi vào đi. Em không lấy đâu. Đi về. Mày nhá, lấy về đây. Của em trai tao ấy. Chị làm gì đấy? Mày đi về đi. Đi về đi. Chị đưa tiền đây cho em. Còn lâu. Anh cứ về đi. Chị đưa tiền đây. Tao không cho ấy. Đi về đi. Đi về ra. Thế chị đi về trước đi. Không, mày đi trước đi. Chị về trước đi. Không, đi. Mày đi đi. Đi. Đâu lấy này đâu. Anh cứ về đi. Xong rồi em cũng đi đón cái cuốn. Vâng. Mày. Em cũng đi đón cái cuốn luôn. Em kéo cửa vào đây.
đây cho mẹ. Đi bán xoài cho con nhá. Chú biết lều của người yêu cháu gì? Có. Thế là chú hộ cháu bác cái này lên tiền nhá. Vâng. Chú xem cái cây này chú lấy bao nhiêu tiền? Chú lấy 50.000. Vâng, thế là cháu cứ đưa chú 50.000 nhá. Vâng. Xong rồi chú vác lên kia, xong rồi tí nữa cháu lên chỉ chỗ chú đặt nhá. Vâng vâng vâng. Vâng, thế là chú hộ cháu với nhá. Vâng. Cháu đi có việc một tí xong rồi chắc là cháu cũng vòng lên đấy luôn đấy chú. Chú cứ vác một cây đi. Vâng vâng. Xong rồi cháu cũng lên chỉ chú chỗ đạp chất nhá. Vâng vâng vâng. Đây đi lên đường này nữa. Hôm nào xuống nhà anh chơi thật nhé. Vâng. Hôm nào cho anh lên ở đây hộ em làm cái này mấy ngày nhé. Vâng. Là cái này một mình chắc em không làm được anh. Cho anh bận việc làm thôi. Anh có việc gì làm đâu. Ở nhà anh cũng chỉ ở không thôi mà. Vâng. Lúc nào cho anh lên ở đây mấy ngày chơi với em nhé. Vâng. Xong rồi lại xuống nhà anh. Xong rồi mấy nữa xuống nhà anh chơi để cho biết nhà biết cửa. Anh cũng ở gần đây mà. Đi bộ chắc là một lúc là đến. Đan cái này cũng vất vả thế đấy anh nhỉ. Ừ. Cái này nữa chắc là cái bé bé kia vào được. Ừ. Đây này. Cũng tốn nhiều cây phép nữa chứ. Tốn nhiều không? Thế hôm nào anh mới tranh thủ về nhà anh chặt được một ít cây đấy. Xong bảo vác lên cho thì may gặp cái chú kia. Nếu không thì một mình anh vác chả biết đến bao giờ mới được cái đống cây này. Đưa cho em. Ê, có con gì dính ở đây này. Đấy, con gì đấy. Anh lấy bao cho em nhé. Anh làm xong gọn giấy phép em để cho biết ra đây. Lúc nào vẫn phải đào cả mương nữa chứ em. Vâng. Lúc nào anh hộ em đào được không?
Cái gì anh cũng sắp quên. Anh lấy một cái này đo, anh chặt nốt một đoạn này đấy. Cho một cái đi. Một cái này để anh đo đấy. Anh đưa cho. Chờ anh một tí nhé. Em đan đi. Anh gọi em đan sắp xong rồi nhỉ? Một mình em đan ở ở đây được không? Để anh cắt tốt cái cọ còn lại này. Hay để anh để anh gọi em tí anh nhé. Rồi. Đây vừa đủ em nhỉ. Em cứ ấy đi. Cứ đẩy ở trên kia đi, ở dưới này để nó. Em lấy con dao bẻ vào đây. Ừ, anh cắt cái đuôi cọ đã. Cắt đuôi cọ bên dưới kia trước. Em ơi, cái cài tốt quá kìa. Đây này, anh thấy nó ra hoa rồi đấy. Ra quả đấy. Thank you.
cắt đấy à? Vâng. Cắt xong thế này chắc là đi đón được cuốn luôn này em. Cái này đi gọn hẳn đi em nhỉ. Em ơi. Em ở bên này làm nhá, anh đi cắt bên này nữa nhá. Bây giờ xe họ cũng trộm đi rồi, tôi cũng chả có cái gì để chơi nữa. Chả biết xe đạp, chả biết thằng trộm nào còn lên nhặt đi được, lấy đi được cho con cún. Chắc là nhà nó không có à, nó mới lên lấy. Chỗ này cũng cắt luôn đi nha em nhé.
cái chỗ này để làm cái cống nữa. Ở đây. Được cái này. Lấy đất lấp vào trong này cho bằng nhỉ. Để thế. Lấp băng kiểu gì? Lấp vào trong nền này cho bằng cao lên một tí. Chắc là rộng đến đây được rồi em ạ. Thì tí nữa mình chuyển đến cây ở trong kia ra đâu, cũng không dài lấy đâu mà. Cái này vẫn để cái rãnh này nhất. Có chứ, vẫn để cái rãnh. Rành rành, cho mình vứt đất vào đây để cho nó cao một tí. Cái này là được rồi, chỉ cần khơi cái rành này lên. Để ở đây. Khơi cái rành này lên. Mình đi vào hộ nhau giơ cái cây để bám trong đi. Ơi. Ơi. Em ơi, anh ở ngoài này rồi. Anh ở ngoài này hộ em nhé. Cái này sát rồi. Đây ra nhé. Ừ. Em còn đi chặt một cái. Ừ. Em đi chặt một cái.
Rồi. Cái này cũng nhổ đi chứ. Hôm nào em gian cái chỗ này vào luôn. Ừ. Này đỡ phải kẻ trộm vào đá anh. Không cần kẻ trộm mình trộm hết đồ em à. Và còn cái gì? Em nấu mì á, cần gì này? Nhá, em rồi, em nấu mì nhé, để anh nhớ nốt cái này nhé. Vâng, em nấu mì á. Ừ. Anh nhớ luôn cái này đi vào cái kia nhé. Vâng, em cứ nấu mì đi nhá. Vâng. Anh ơi em nấu mì xong, lúc này em nấu mì xong vào ăn nhá.